Thưa quý vị và các bạn, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk có 16 dân tộc cùng sinh sống với nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện đã nỗ lực bảo tồn, gìn giữ và phát huy các ngành nghề truyền thống, nét văn hóa độc đáo gắn với phát triển du lịch. Trải qua bao năm tháng, qua biết bao thế hệ, đến nay nghề dệt thổ cẩm truyền thống vẫn được bà con ở Buôn Lê, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc bảo tồn và gìn giữ. Với sự khéo léo của đôi bàn tay chị em phụ nữ trong buôn đã dệt nên những trang phục truyền thống độc đáo. Sản phẩm làm ra không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình, sinh hoạt văn hóa truyền thống mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng thêm thu nhập cho người dân. Cái nghề thổ cẩm này đối với chị là rất quan trọng, tại vì ông bà để truyền lại. Vì ông bà truyền lại để không mất cái truyền thống của mình, của người đồng bào mình. Nên là mong sao cấp trên quan tâm dùng để lập một hợp tác xã dệt để có nguồn thu nhập. Đứng trước xu thế phát triển của xã hội, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc tại chỗ đang dần bị thay thế bằng nhà bê tông hay các vật liệu công nghiệp khác. Để bảo tồn những ngôi nhà sàn với kiến trúc truyền thống, đặc trưng, các ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk và huyện Lắk đã hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các mô hình du lịch cộng đồng. Từ đó, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Lắk đã chủ động đầu tư kinh phí sửa sang lại nhà sàn để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, cũng như phục vụ cho du khách lưu trú. Khi buôn có mô hình du lịch cộng đồng, gia đình mình đã tu sửa lại căn nhà sàn đã cũ, xuống cấp để vừa bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, vừa để thu hút khách tham quan và trải nghiệm các món ẩm thực của đồng bào. Từ đó, gia đình mình cũng có thêm thu nhập. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc, huyện Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Để thúc đẩy ngành du lịch của huyện phát triển bền vững, thời gian qua, huyện Lắk thường xuyên triển khai các lớp tập huấn, dạy nghề truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức phục dựng một số lễ hội truyền thống nhằm thúc đẩy việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong cộng đồng. Động viên nhất là các cái bà con ở ba buôn dân tộc là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và cái truyền thống ở thị trấn, bà con ở buôn, nhất là buôn Jun là có thuyền độc mộc. Và buôn Lê, buôn Jun, buôn Đông Riêng là có cái lễ cổng chiêng. Đó là những cái bản sắc của người dân tộc. Và ở hai buôn này là còn có voi, vì duy trì chăm sóc và thân thiện với voi. Và trong thời gian qua thì đảng ủy cũng tạo điều kiện, cũng như cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với trung tâm dạy nghề của huyện là tổ chức lớp cổng chiêng cho các cái cháu học sinh và thanh thiếu niên để duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc. Xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Lắk đã và đang triển khai, kêu gọi các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, gìn giữ và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp đó, hướng đến xây dựng huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào năm 2030, theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lắk lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.